Xin chào các bạn. Mời các bạn đến xã Tân Liên để cùng Sinh đi bắt cá nhé. Hôm nay Sinh sẽ ra ao bắt cá. Thế là đã đến ao rồi các bạn nhé. Con vịt ạ. Lũ vịt gặp chủ kêu to quá. Cái này có bao nhiêu con? 50 con à bác? 80 con á? 86 con. Chắc là nuôi 100 con còn bé phải không? Yeah. Nuôi nó hao đi nhiều nhỉ? Vì nó lớn lắm rồi thì được hết rồi. Yeah. Cái này ăn nhiều thóc lắm nhỉ? Yeah. Vâng. Bác đi đâu về? Bác đi dạo, đi đâu đứa? Đi dạo á? Ra ga dạo à? Nghe tiếng xe quen là bắt đầu kêu luôn nhờ. Và nó chờ ăn luôn à? Mỗi ngày một bao gạo á? Đi vào chỗ ăn đấy. Ui ồ, to thế. À, cái này cứ đặt xuống như cái vó đấy phải không? Đấy, được rồi đấy nhờ. Cái đặt xuống à? Vướng dây rồi. Cần chỗ đấy có gai không? Vướng cái dây điện. Có phải cho mồi vào không? Không cho mồi à? Vịt cứ đi theo người, vịt đói rồi. À, đặt cái vó xuống đấy. Đuổi, đuổi trong góc kia nó chạy ra là được. Được một con rồi. Bé quá à, cá chép à? Ướt quần rồi. Ôi được mấy con nhỏ quá. Ha 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 ha
Đây là cái chòi để trông vịt, trông cá đây. Đây còn một chai rượu này, uống dần này. Đi ra xa quá. Ôi, chủ nhà lắp cả camera này. Mấy camera liền đây này. Lắp camera trong cá đấy. Có cả TV trong này nhé. Đang gọi thêm người. Gọi thêm người sang để chắc là để đùa xua cá đây. Ui, đồ này có phải con được con to rồi đây. Được con to rồi. To quá. To đấy nhờ. Vịt bầy vun vút. Có một thanh niên con trai nữa rồi. Thế mà không gọi. Bắn lên mặt à? Quên sắc à? Quên sắc lắm à? Ba xuống đây. Buồn đấy à? Ghê hết các thứ rồi. Áo kia tú à? Mà đây là cháu em. Quăng chài nhanh thế, vèo phát đã quăng này mình không kịp xem. Còn quăng nữa không? Quăng thì kiểu bé có dặn nữa đâu. Bắt xuống nát khẩu. Được mấy con bé tí. To sư nát khẩu ra. Nó đẩy em á. Tôi phải cha mà thật cắn đấy. Lối đây sẽ khen đi. Lái tua đây. Lái tua đi tôi thay cân. To mắc cắn ngược à? Tôi thay à? Mắc cắn ngược thay cái này có này về đẹp con. Đi à? Ơi. Bé bố cho xem đá cá này mấy món này. Ai? Đánh đi. Đừng nhiều thế. Đi sang bên kia xem nhé các bạn nhé. Một mẻ lưới mà đừng nhiều nhờ. Một mẻ chài. Anh chàng này quăng chài nhanh quá mình không kịp xem. Bố ơi, bố bắt được con ốc à? Bố ơi, bố bắt được con ốc à? Tránh à. Nhiều nhờ. Rồi,
chạy. Chấm này to nhỉ? Chấm này hơn cân rồi nhỉ? Con này hơn cân hay con này to 2 cân? To 2 cân à? Ôi nó nhảy xuống đấy. Nó nhảy dần ra đấy. Áo khoan báo với xuôi. Cho vào đấy, cho vào bao. Con mè này có ăn hết không? Ôi con có chép đỏ. Con cá vàng. Chép đỏ là thả. Ai? Là một mẻ trai mà được ác nhỉ? Con mè này to đấy nhỉ? Con hai rồi á? Lúc này con hãy cái gì? Nhìn bé thôi mà nặng hả? Con này tránh ra bẩn nào con. Bố ơi, xong rồi bố mò vào đấy đi. Xong rồi bố mò vào hang đấy đi. Cần bỏ hàng. Quay to hơn nữa con này. Ao này chắc nhiều cá đấy nhỉ. Bố ơi, bố thả xuống làm gì? Thả xuống chơi. Xuống là bơi đi mất bây giờ. Ba con là được rồi nhờ. Ủa, có con ốc to tướng kìa. Quạt. Đúc ơi. Bố, con này to nè. Quăng lần nữa. Bên kia là con to lắm rồi. Bố ơi, đây à. Chú làm gì đây? Thấy con cá đi đâu không thấy sao? Chú ở nhà đâu? Anh chưa, chú ở nhà. Đâu? Cái khóc ở nhà này. Bà lấy cho rồi, cái khóc coi rồi. Chú Hóa. Con này to lắm rồi nhờ. Con này 2 cân chưa? Bác, lúc này con thấy một con cá rô phi to. Mà xem á. Ông Tâm ơi, cô Tươi về này. Cô Tươi nữa. Ở nhà cứ về nhà ông ấy. Con này nặng lắm rồi. Con này được.
vướng nhờ. Để túm vào à? Bố, con này con cà rô phi to nè. Ở cái lọ phi mưa đi con. Ui, lấy mèo. Con cá để đây rồi nhá, con đớp đớp này. Con này hơn 2 cân. Dê túi kia có mấy con nữa. Ui, con này à, nhiều cái ấy. Đấy, nó nhảy túi đi. Ở đây tối có ra ngủ trông không? Ngủ đây à? Trông cả vịt cả cá nhỉ? Các bạn vừa cùng Sinh đi xem bắt cá, đánh cá ở ao nhé các bạn nhé. Lát nữa chúng ta sẽ xem các anh ấy chế biến món cá nhé. Đây là món lẩu cá. Cá om dưa chứ nhầm. Cá om dưa. Cá chấm om dưa. Phượt. Đây là cá rán. Chưa. Phượt. Đây là cá om măng chua. Bây chỉ toàn cá rồi nhưng mà làm xay cái trên. Xay cái trên. Đây. Hôm nay anh này để bắt được con trai được con cá to này. Khơi này khơi hồ cái mẹ. Đây là măng ớt đây. Thảo dầu, dầu hay tì mà chén này. Chưa đi ra mấy cái lẩu xuống. Mày cả nhà cùng ăn món cá nhá. Cá sạch đấy. Món kiểu mà ấy, cái gì nhỉ? Cái chén là nhỏ đấy nhỉ? Chén này, gọi chén là này chén lít bằng. Cái này 5 cái này đã được nửa lít rồi này. Là 12, 1 lít. Video này sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin tạm biệt các bạn.